Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói về ý tưởng Alistair. Thì hôm nay mình sẽ phân tích qua đội hình của đội bạn một chút nhé. Thì đội hình của đội bạn thì gồm có này, Ngộ Không, Joker, Van Damme, Moren và Isa. Thì đây có thể nói là những cái vị tướng khá là ồ, đồ bắn bắn dữ quá. Mình vừa mới bị hất tung ra ngoài. Nhưng mà thôi, mình phải về thôi. Relax, sit back, and watch the world burn. First blood. Ông nào chết rồi đấy? À, quên mất cái đồ bàn này toàn là vật lý nên mình phải mặc đồ vật lý. An ally has been defeated. Thôi, mình không ăn được. Joker rồi bạn là một đấu sĩ các bạn. Mặc đồ đánh gì rồi nhưng mà mình nên hiểu rằng Joker là một đấu sĩ đấy. Mình sẽ mặc đồ thủ các bạn để xem thử là has been defeated. Bắt được không? Relax, sit back and watch the world burn. An ally has been defeated. Lùi thôi anh em ơi, mấy thanh niên đồng dâm. I'll always get my way. Always. Khả năng là có mấy thanh niên chết rồi. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Không được mà chạy. Nhưng mà con bùi sống bắt đầu ngon cực kỳ. Things must always end in tears. Tủ này, cái tủ này. Chắc chắn là đã đi rồi. An enemy has been defeated.
has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. Bên chạy được không? An ally has been defeated. Ultimate. Nobody can stop my fun. Double kill. Triple kill. Khang không đập sấp mặt hết. Lập ác quá. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Anh em đứng đây nè. Cái gì vậy anh em, đánh cái gì vậy? Omen đánh cái gì vậy Omen? An ally has been defeated. I'll always get my way. Always. You shall not pass.
Như tụi bay, tụi đánh, tụi chẳng hiểu tụi bay đánh kiểu gì nè. Your team has destroyed a tower. Retreat. Your I'll team has destroyed a tower. Always. Cái gì đây chứ? Thôi, lên kia đi. Năm thầy chơi chưa? Đấy, Alistair đánh đơn giản anh em, mà gì đâu mình đánh bịt máu cho mình được. Mà bịt máu mà đi chơi thử. Đi tôi nhé, tôi đấy nào rồi. Mà đừng có đó, đừng lăn bệnh chạy. Nút ăn. Nút làm cái gì anh hề? Nút anh làm được cái gì ở đây mình nút? Ôi tội nghiệp cái đồng đội quá. Thôi chương trình đến đây kết thúc nha. Đó, để bạn ra đi. Đấy, đội bạn mặc dù là có rất nhiều từng ngon từng VIP nhưng rốt cuộc là thất bại. Và Alistair đã hỗ trợ quá tuyệt vời phải không anh em? Soi đồ lại cho anh em để thấy là cái liên đu của Alistair như thế nào nha. Đây kìa, MVP. Đấy, thì các bạn thấy mặc dù là bét bảng thôi nhưng mà cũng hỗ trợ cho anh em khá khá đấy. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Đấy đồ đây này, đồ chỉ vậy thôi.
Hương Hoàng Lệ này, dây hổ vệ này, viên huyền thoại này, trưởng băng này, mặt nạ Berit này. Và cuối cùng đi chưa kịp lên, và các bạn cảm thấy đổi mạnh thì các bạn thích lên những trang bị nào thì các bạn cần lên. Đấy.